Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh của Lê Chí Hiểu. Thì hôm nay mình và ông xã đi thăm lúa nha các bạn. Đi ra rừng thăm lúa nha. Và mình mời các bạn cùng theo chân mình đi ra rừng thăm lúa với mình nha. Và tham quan cái cảnh rừng u minh của mình sẽ như thế nào nha các bạn. Thì các bạn ơi, rừng của mình thì ở cái bên trái rừng trồng trồng ở bên dưới đó. Mình trồng bên dưới rừng các bạn và xài nữa. Và trên này mình có cái xài chỗ của mình đặt lúa thì ở phía ngoài vườn nó phía xa xa cái ngoài vườn thì mình cùng chạy ra đó ăn lúa các bạn. Nước ở đây là nước thường các bạn, các bạn nhìn thấy ấy, nước ở dưới thì nó đỏ tươi rồi. Thì các bạn ơi, chạy sau một vòng một hồi á, thì chạy quanh khu rừng này thì mình cũng đã tới được cái chỗ mà đặt lúa nha các bạn. Thì hai vợ chồng mình cùng ghé đây và lội vô đó thăm lúa nha các bạn. Lúa mình đặt ở phía trong á. Lúa mình đặt ở phía trong kia các bạn. Lúa mình đặt ở trong đây nè các bạn. Ui quá, các bạn sặc quá. Đây các bạn. Qua dính được một ít cá sặc nha các bạn. Được cũng được khá khá vài trăm gram. Đủ được cái nồi câu quẹt nha các bạn. Wow. Đây là con cá sặc nha. Cái sạch thì khô quẹt cái hết biết rồi. Bao nhiêu nè các bạn. Thì mình sẽ đi thăm vài cái tiếp theo nữa nha các bạn. Lấy xuống ra. Các bạn. Thì các bạn ơi, do nước khá là nhiều nên mình không có lội theo cái này nha các bạn. Thì mình sẽ quay những cái phía sau cho các bạn xem nha. Hả? Thì các bạn ơi, ở đây là cái quanh khu vườn tràm của mình các bạn. Mình cũng trồng được khá là lâu năm rồi các bạn, tầm khoảng 4 đến 5 năm các bạn, cái rừng tràm này nè các bạn. Quê mình thì ở U Minh, Cà Mau nha các bạn. U Minh thì các bạn biết rồi đó, muỗi kêu như sáo thổi, đĩa loại như bánh canh, nhưng bây giờ không có đĩa nha các bạn. Rất là nhiều muỗi luôn, ở ngoài rừng này có khá là nhiều muỗi luôn á các bạn. Các bạn nhìn thấy quanh đây là toàn rừng tràm không à. Thì các bạn ơi, ông xã mình đi vô phía trong kia thăm cái lúa rồi lội ra nha các bạn. Có không anh? Được vài con rồi các bạn. Đâu, con có lóc dày đâu em coi ơi. Đây là con lóc dày nè các bạn. Nè, con lên nè. Đem về mình thả nó các bạn ơi. Mình đem về mình thả nó nha. Cái lú thứ ba nha các bạn. Được nhiêu cái lú lận anh? Mình đặt được 8 cái mà xe trộn xe hết cái rồi. Tròn á, ở đây có tròn. Còn 7 cái các bạn ơi. Mình được 7 cái lú nha các bạn. Đây là cái này. Wow, cá ở phía đó các bạn. Lú của nhà người ta thì đặt tôm, còn lú nhà mình thì đặt cá sặc nha các bạn. Dạ, mê này các bạn. Mê cái sạc là dễ chạy lắm. Mặn không quẹt ngang nó mê lắm. Dạ, mê dễ chạy lắm. Nó ăn như thành cái tâm xí găng rồi các bạn ơi. Cũng bộn nè các bạn. Cái sạc rất là bự luôn các bạn. Ô, này còn được nó răng súng. Đó cũng còn nữa kìa các bạn. Có con gắn nữa kìa. Dạ, nó sợ rắn các bạn, nhìn nó xỉu hơn rồi. Cầm con rắn lên coi anh.
Wow. Cũng nhiều quá nè. Nhiều chứ. Dính như con rắn nè các bạn. Em đặt cái lú đó lại nữa nha các bạn. Ở trong còn cái gì anh? Vô mình thăm cái thứ tư các bạn ơi. Kéo vô được không? Dướng cái dầm á. Thôi, quay dưới nó, anh hai tôi ăn cái sạc thôi, em gửi cái sạc cho anh ơi. Dưới mấy rồi. Thì các bạn cái lú ở phía trong đó, có con nào không anh? Bọng hả? Cái đó, cái phía trong nó không dính con gì hết trơn các bạn. Rỗng rồi. Ở phía đây mình có văng lưới gắn nè các bạn, nhưng mà để lâu quá nó bị phèn á. Sau khi mùa mưa tới thì mình sửa nó lại, mình giăng tiếp nha các bạn. Ây da. Nặng không? 4kg thì có nặng gì? Đặt lại hả? Đặt lại bạn ơi, mới giải tiếp. Đặt lú lại nè các bạn. Làm gì không đặt em chửi anh? Làm như em dữ lắm vậy á. Dữ đâu? Em đi về bỏ anh à, nghe em giật máy em chạy về bỏ hả? Các bạn ơi, mình tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục hướng về lên trước các bạn ơi. Wow. Đi thăm tiếp nha các bạn. Đi trái một hồi sẽ được vài cái lô nha các bạn. Thì có cái chạy cái không chứ không phải cái nào không chạy đâu. Nước ở đây phèn lắm luôn á các bạn, nước đỏ tươi nè các bạn nhìn thấy không? Nó đỏ lộm luôn á. Ở đây một cái nữa anh. Wow. Ở đây một cái lú nữa các bạn. Kéo đi luôn. Kéo te te đi luôn rồi. Đâu đằng này cái chân dính nữa đó. Nó dính con đầu à? Hai đầu. Cái này được mấy con rồi nè các bạn. Đổ lú vô. Ở quê mình á thì thường thường thì mỗi sáng thì ai cũng có việc á nha các bạn. Người việc này, người việc kia, người việc nọ. Người thì đi làm, người thì làm cỏ, giăng lưới, bánh đắp cá được này nọ các bạn. Thì sáng này hai vợ chồng mình cùng đi thăm lú thì thu hoạch được bao nhiêu đây. Thì còn thêm vài cái lú nữa nha các bạn. Lú đâu? Lú ở phía bên kia này các bạn. Không thấy đâu, quay xa quá đâu thấy thôi. Té làm gì tiêu? Té thì ướt mình lên tắm. Này các bạn. Cá nè. Anh hai cái ăn cái sạc em gửi anh hai ơi. Quá cái sạc anh hai ơi, cái sạc nó cỡ này nè. Anh hai nào tới Tết về em tặng cho anh hai mới cái sạc này ăn anh hai ơi. Con nó cỡ này nè. Sao quay vô cái điện thoại nó có chút xíu nữa ta. Không biết phóng to kìa. Nè. Cái sạc nó này con này có nói rồi cành nè. Đây là cái lú tiếp theo rồi các bạn. Cái lóc quá trời các bạn ơi, cái lóc sạc luôn các bạn ơi, được. Hai cái giày luôn các bạn ơi. Được hai cái giày bự bằng cùm tay của đâu gì. Nhỏ hơn cùm tay đâu gì nữa. Vợ bữa nay đi theo trúng quá các bạn ơi. Trúng mắt cá các bạn ơi. Vậy mai mốt chừng nào gầy cò gầy bẫy em đi nữa. Còn cách nữa. Hả? Hết hả? Còn không?
sao nãy anh nói còn 3 cái mà mới có 22 cái. Chưa cái là gì? Chưa thăm hả? Rồi. Thấy cái miệng. Ở đây khá là nhiều muỗi luôn á. Để lộ như bắn cặp bánh canh. Không nhớ luôn à. Em ơi, mình lấy cái lũ lần kia không chạy, mình đem lên này, trời đất này quá. Bây giờ thì mình đi về nha các bạn. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 7 cái. Còn cái 8 cái, đó tự bạn ơi. Tới 10 cái luôn mà. Chồng chồng xé hết 2 cái nha các bạn. Giờ thì mình giật máy chạy về nhà nha các bạn. Bỏ nước vô cho cá nó lội. Quá wow, các bạn ơi, quá wow. Cái này là thăm rồi, mình đi về nha các bạn. Chạp nhà mình nữa các bạn. Mình chuẩn bị khai thác nha các bạn ơi. Like và chia sẻ kênh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.